Dã man. Lúc này ngồi lúc sáng đi còn khô rang luôn, mà bây giờ ngồi cà phê một lúc xong đấy là bây giờ nước nó lên, nó lên nhanh thật sự luôn. Vui. Đấy, tí nửa chiều là mấy đứa nó ra đây nó lội lụt đầy cho coi. Bên kia không ngập được lên đâu, dưới này do nước nó ấy thôi. Có tiền này, tiền âm phủ này. Đi ở trên này mọi người lưu ý là nó hơi trơn. Hội An ngập. Ừ, lúc sáng nó không ngập đâu, nó ngập toàn là buổi trưa trưa không à. Nó ngập toàn là giờ hoàng đạo không à. Khách Tây bây giờ cũng đi thuyền kìa. Dưới chợ nó chưa ngập này. Đoạn tới, nó ngập tới đoạn này thôi. Hello mọi người. Buổi trưa không vui vẻ. Nước lên rồi. Vui chưa? Mới up clip lên cho mọi người xem ấy. Đúng ngày hôm nay chứ không phải phát lại đâu nha anh em. Ngày nào tôi cũng sẽ live stream cho mọi người xem đấy. Mọi người ơi, mọi người vào thả tim đi mọi người, thả tim đi, thả tim giúp mình đi mọi người. Có ai chưa follow thì mọi người vào follow để ủng hộ. Bây giờ nó hết mưa rồi. Hết mưa trời đẹp rồi. Đi lội lụt như thế này vui mà. Nước nó cũng sạch chứ không bẩn đâu. Bây giờ nước lớn. Lúc sáng like cho mọi người xem, mọi người cũng đâu có thấy nước đâu đúng không. Bây giờ nước mình lớn này. Ở đang, nó đang lên. Hello, hello Hải Dương. Hello mọi người. Nước mới có nửa bánh xe thôi. Đang đi ở trên bờ, còn ở dưới đường nó ngập hơn. Hội An chào Hội An. Hội An chào mọi người. Mọi người thả tim đi mọi người. Lúc sáng giờ chưa ăn gì. Quan trọng là live stream cho mọi người xem. Không, không bị ngập nhà đâu. Ngập nhà có, ngập nhà còn tầm mưa liên tục chục ngày nữa nó mới ngập được. Bơi lội đi anh nhé. Đang lội này, đang lội lụt này. Đâu có bơi được đâu. Khách Tây mắt chữ A mồm chữ O luôn. Không thấy cá đâu. Đi bắt cá mà không thấy cá đâu. Chắc là người ta xả lũ. Rắn ở đâu, đâu có biết đâu. Thế á, ghê vậy. Đâu có đâu. Hello mọi người. Ôi, Đà Nẵng đang mưa xối xả. Thế á, Hội An hết mưa rồi nè. Hội An bây giờ trời quang mây tạnh rồi. À, mây chưa tạnh đâu, tí nữa nó mưa lại cho coi. Lúc sáng nó mưa tầm tã luôn. Tí chiều mấy đứa nó lại đi lội lụt đầy mà.
No, Việt Nam. Hội An, Việt Nam. Bây giờ vắng người. Xe máy. Đấy. Em ra lội với. Ok, đi ra đây, đi ra đây đi lội lụt chung với mọi người ơi. Ngoài này vui lắm. Lụt vui lắm. Lụt bây giờ là nó là thành trend rồi. Ông trời bây giờ làm trend cho lụt rồi. Dã man thật, mấy đứa nó đi lội lụt nó còn vui hơn là đi học nữa mà. Vui hơn là đi chơi chỗ khác nữa mà. Xe máy đi được mà. Xe máy đi được nhưng mà đi ở mé đằng bên mé đường bên kia kìa. Mé đường bên này thì nó hơi cao, hơi nước nó hơi cao. Vui dữ vậy. Sao ai cũng nhìn mình vậy? Ai cũng nhìn mình như vật thể lạ. Quá trời ạ. Ông trời bây giờ đang làm trend là mùa mưa lụt đấy. Tại vì miền Trung năm nay, miền Trung đang ở mùa mưa lụt. Nóng nước nó mới lên ấy. Lúc sáng like, lúc mấy giờ nhỉ? Chắc là 9 rưỡi. Lúc 9 rưỡi like cho mọi người xem thì mọi người vẫn thấy không có nước. Mà lúc sáng nước nó còn chưa tới cái mé này mà. Bây giờ nước nó lên tên này rồi. Chắc là nó đang lên. Tí chiều có khi là chiều nó phải xuống. Review độ sâu á. Đấy, mưa mấy ngày ướt hết quần áo, chả có mặc nữa kìa. Về nhà cởi chuồng luôn rồi. Nó nước nó lên một tí thôi. Chắc chiều nó lại xuống rồi. Xe máy mấy đứa nó đi lội lụt này. Đi kiếm cá mà không có cá. Chả thấy cá đâu rồi. Nước trong mà. Nước trong vắt luôn à. Tây rồi. Đấy, đi xuống chỗ này mới là sấp mặt này. Đấy, chỗ này là cái bậc để xuống. Hình như thấy ngứa ngứa chân này.